Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Bí ẩn song sinh. Và bây giờ sẽ là thử tài thách trí. Tại vòng thi đấu này, thể lực cũng như là trí lực của mỗi đội sẽ được triển khai một cách mạnh mẽ nhất có thể. Và chúng ta sẽ cùng nhau nghe bài hát để đoán tên. Em lo lắng cho chàng trai sáu múi bên đây quá. Đúng rồi. Nào, chuẩn bị sẵn sàng để nghe bài hát đầu tiên nhé. Chạy chạy lẹ lên, bài này nó quen dữ lắm á. Trời ơi, bài nổi tiếng nè. Nhanh 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 nhanh. Cố gắng, không chạm chứng ngại vật. Không chạm vật đích. Cố gắng lên, rồi lấy tấm bảng về. Lấy tấm bảng về. Đúng rồi, đi hình xuất sắc và không được chạm vào vạch mức nha. Thôi, yeah. Cố lên, cố lên, cố lên. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem kết quả của hai đội như thế nào nha. 3, 2, 1, xin mời đáp án. Em chưa 18, bên đây là bùa yêu. Mình chậm hơn tí đúng không? Em chưa 18 là đáp án chính xác. Chúc mừng, tỷ số 1-0. Và bây giờ sẽ là bài hát thứ hai. Anh cứ mãi nhanh 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 nhanh, đi 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 đi. Trời ơi, bài này hay quá. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh. Rồi nhanh lên thôi. Bài này Nguyên Anh mà hát là chắc. Nguyên Anh hát là hay lắm nè. Cố gắng chạy nè. Xuất sắc, xuất sắc. Cho tôi thấy đáp án nào. Bên của Thảo Ngân và Ngân Thảo là Ánh Nắng của anh. Còn bên của hai bạn thân là Thanh Xuân. Mình biết ai đúng ai sai rồi đúng không chị? Ánh Nắng của anh là đáp án chính xác. Bên đây thắng nữa. 2-0. 2-0. Ráng cố gắng nha. Dường như là hai chị em song sinh của mình có lợi thế về hình thể và gắn liền với nhau 23 năm rồi. Mình quan trọng là làm khi mà mình đến trước, mình phải biết cái bài đang hát là bài tên gì, mình chọn mới là đúng hay. Dạ. Chứ không biết cái bài hát là cũng thua luôn đúng không? Chính xác. Còn hai bạn, wow, dường như hình thể nó khác biệt á. Hình thể nó khác biệt á. Phải là đó chính là cái lý do mà mình hơi chậm hơn một chút xíu không? Dạ không có, tại vì cái chân em cột nãy thì đi được, sao tự nhiên tới lúc thi thì... Nói chung ra là tại vì biết sao không? Cái dáng của em nó tròn quá, bên đây hai em này mỏng quá, nó dễ đi hơn. Nên bây giờ mình hãy thay đổi một chiến thuật nào đó hợp lý hơn nhé. Cố gắng lên, cơ hội vẫn còn. Và bây giờ sẽ là bài hát thứ ba. Xin mời lắng nghe. Trời ơi, bài này quá dễ luôn. Bài này dễ quá. Bài này quá dễ luôn. Trời ơi, nhảy múa luôn kìa. Trời ơi trời. Cần lắm ngay lúc này. Cần khóc cho vơi đầy. Cần đi đâu đó xa chốn đây. Thấy thương quá. Thấy thương quá. Cầm mà ngậm người đi về. Nào nào, cố gắng, tinh thần là quan trọng. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra đáp án. Xe đạp. Còn bên đây là gì dữ vậy? Mình cùng nhau đóng băng. Hai bài hát đều do ca sĩ Thùy Chi thể hiện, nhưng mà xe đạp mới là đáp án chính xác. Xe đạp là đúng chính xác. Chuẩn bị, âm nhạc bắt đầu. Tình yêu cứ thế đông đầy. Bài này dễ lắm luôn, trời ơi, bài này bỏ biết được chưa? Trời ơi, tung tăng kìa. Hai bạn này tung ta tung tăng. Cho hai bé là thuộc nhạc bài hát hay quá trời luôn. Trời, tôi thấy đáp án nào. Sau tất cả. Sau tất cả. Con người là ơi là chưa chính xác. Mình bắt buộc phải lựa chọn đáp án sai thôi. Bởi vì mình chậm hơn một tí. Hai em này là coi như nghe nhạc cũng siêu đẳng luôn. Thậm chí là trong thời gian chạy là các bạn suy nghĩ được luôn rồi đó. Suy nghĩ rồi. Và bây giờ sẽ là bài hát thứ 5. Anh chốt vô tình. Trời, bài này trời. Nhăn lên. Bài dễ lắm. Nhăn lên, bóc ra luôn, lấy luôn. Cô dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng. Biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Em gái mưa, hương tràm. Bên đây là phía sau một phía cô, sau gái. Cô gái. Em thấy bên đây đổi những đoạn chị là chụp đại luôn. Không cần xem nữa, chụp đại luôn á. Bên đây thì có vẻ là được xem đáp án một tí. Tỷ số bây giờ là 5-0. Cơ hội gỡ hòa dường như đang rất mong manh dành cho đội còn lại. Âm nhạc bắt đầu. Rẻ lên con người. Rẻ lên. Rẻ lên hay quá em ơi. Yeah. Tiếc quá. Nào cho tôi thấy đáp án nào. Lạc trôi mới là đáp án chính xác. Mày lạc trôi quá vậy, mày này quá hot nhưng sao mà biết được. Thật ra tụi em cũng có biết nhưng mà tại vì lúc lên á vội quá. Em lựa cái bên kia. Cái bên này là đúng. Mình tự nhiên mình buông ra luôn, uổng quá. Mà các bạn hồi nãy xuất phát rất là nhanh đó nhá. Các quý vị, như vậy tỷ số bây giờ là 6-0. Với 10 bài hát thì đương nhiên phần thắng đã nghiêng về cho hai bạn trẻ Thảo Ngân và Ngân Thảo.